Tin thế giới, ngày 30 tháng 8, trong chuyến thị sát một nhà máy quân sự tại vùng Tula, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nhấn mạnh sự cần thiết của các thiết bị radar tiên tiến. Đây là chuyến đi nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các hợp đồng quốc phòng nhà nước của các vùng cơ sở tại vùng Tula. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ông Shoigu thị sát một nhà máy thuộc tập đoàn nhà nước Almaz Antey, chuyên sản xuất các hệ thống radar. Trong cuộc họp với các quản lý của nhà máy và các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Shoigu đã chỉ thị nhà máy phải hoạt động 24/24. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, công việc quan trọng nhất là chống pháo binh. Quân đội phải có mọi phương tiện cần thiết để thực hiện việc này một cách hiệu quả, đó là các radar trinh sát pháo binh kết hợp với vũ khí và đạn dược đầy đủ. Đại diện nhà máy cho biết, các cải tiến trang thiết bị và kỹ thuật trong 2 năm qua, cùng với việc tăng số lượng ca làm việc, đã giúp tăng đáng kể năng lực sản xuất. Nhà máy cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại radar tiên tiến nhất.